cùng, sau bao nhiêu cực khổ, chúng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi, cá voi sát thủ. Làm ơn, hãy giúp đỡ chúng tôi. Rốt cuộc, hai người đã gặp chuyện gì vậy, cá heo và rùa biển? Ở dưới đáy của vùng biển chúng tôi sinh sống, không biết đã xuất hiện sinh vật gì mà tất cả những thủy hải sản lặn xuống dưới đó đều mất tích, không ai quay trở về cả. Hả? Có khi nào là lũ cá mập đang lộng hành hay không? Không phải đâu, không phải đâu. Ngay cả bọn cá mập cũng chết rất nhiều thành viên. Cá bạch tuộc khổng lồ cũng vậy, cũng không thể nào sống sót trong chính lãnh địa của mình. Phải rút cuộc, thứ đang làm loạn đó là gì? Chúng tôi không biết được. Chúng tôi đã chết rất nhiều đồng loại rồi, nên chúng tôi đi tìm cậu. Cậu có thân hình đồ sộ và vô cùng khỏe mạnh. Làm ơn, hãy đánh đuổi thứ đó ra khỏi lãnh địa của chúng tôi. Chết tiệt thật. Các cậu cứ yên tâm, trước đây các cậu từng giúp tôi thoát khỏi lưới của con người, hôm nay tôi sẽ giúp lại các cậu. Ủa, tiếng của thứ gì vậy? Khổ kiếp, là một con cá mập mà, sao nó to thế này? Lại một con mồi tới đây để đập mạng nữa à? Người rốt cuộc là loại cá mập nào? Tại sao lại xuất hiện ở vùng biển này rồi tàn sát ăn muôn loại khác chứ? Cái gì? Người thắc mắc trước khi chết à? Vậy ta cho người biết, ta chính là cá mập Colossus. Ta sinh ra từ thời tiên cổ, nhưng lại bị đóng băng tới bây giờ. Đến khi khí hậu thay đổi, băng tan thì ta mới xuất hiện trở lại. Vậy là quá đủ rồi, vào miệng ta đi. Mình sắp hết dinh dưỡng trong cơ thể ký sinh già nuôi đây rồi. Nếu mình không kịp lúc tìm thấy chú ta, mình sẽ chết mất. Gì thế kia? Là một cái biển sau đây xác chết của cá thế này. Wow, có cả cá nhỏ, rùa biển, cá heo, rồi còn có cả cá mập to lớn nữa kìa. Hay quá. Vậy thì mình sẽ lựa con nào bự nhất ký sinh vào trong đó mới được. Con này, không, con ở đằng kia, con ở chính giữa hồ mới là khổng lồ nhất. Vậy thì chọn con đó vậy. Tôi chết cha rồi, mình không biết bơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao dưới đáy biển này lại có một con cá mập khổng lồ đến như vậy? Màu sắc của nó không giống như những con cá mập bình thường khác. Sao mình cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình lúc đang ngủ thế này? Nhưng không thấy gì cả. Mình phải chấp lấy cơ hội ngàn năm có một mới được. Phải chiếm lấy cơ thể của thứ khổng lồ này. Đáng ghét, ngứa quá. Sao có thứ gì đó bò lên người mình? Cuối cùng ta đã chiếm lấy thân xác của người và có được chủ thể mới rồi. Nhập, ngon quá. Đúng là khu rừng này thật nhiều động vật tươi sống. Đáng ghét, sao cái cơ thể mới này khó di chuyển thế này? Hình như nó chỉ dễ dàng được dưới nước thì phải. Có kẻ dám lại gần đây. Gì thế này? Cũng là một quái vật chưa cho xích à? Những thứ đó sao trông quái dị và khổng lồ dữ vậy? Một hai. Hả? Gì thế này? Là ngươi à, sư tử vô cho xích? Trời đất thật là tròn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ngươi biết ta? Không lẽ ngươi cũng là một ký sinh trùng vô cho xích? Nhưng ngươi đã ký sinh vào cái cơ thể gớm ghiếc gì thế này? Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Ngươi quên ta rồi hay sao? Trước đây ta cũng từng là một ký sinh trùng già nua trong bầy đàn của ngươi. Ngươi luôn ăn hiếp ta, thậm chí còn giành mất cái cơ thể sư tử vô cho xích đó của ta nữa. Cũng may ông trời thương ta, giúp ta tìm thấy một cơ thể của một con cá mập khổng lồ có lo xù bí ẩn. Ta đã chiếm lấy nó và được như ngày hôm nay. Gì chứ? Thì ra là ngươi, thưa ký sinh trùng già nô này. Hãy bình tĩnh, đó là chuyện năm xưa thôi. Bây giờ ngươi đã có được chủ thể rồi. Hãy bình tĩnh lại.
Ngươi làm gì vậy? Chết tiệt! Cầm mồm! Cầm mồm! Thật khốn kiếp như ngươi trước đây từng hành hạ, ăn hiếp ta! Ngươi còn nói, trong cái thế giới sống này, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ nào mạnh thì được tất cả, còn kẻ yếu sẽ bị ép cho tới chết. Hôm nay, ta sẽ dùng lý lẽ của ngươi để trừng trị lại ngươi. Đau quá! Đau quá! Dừng lại đi! Dừng lại đi! Hãy tha lỗi cho ta! Ta biết sai rồi! Ta sẽ sống tốt! Ta sẽ sống tốt mà! Chết tiệt! Ngươi muốn em chết ta hay sao? Đáng ghét! Vậy thì ta sẽ liều bạc với ngươi! Ta sẽ báo thù những kẻ nào từng hiếp đáp ta! Đây chỉ là một trong số bọn chúng thôi, còn rất nhiều tên khác. Mình phải tìm bằng được bọn khốn đó. Đáng ghét thật, lũ chết tiệt đó không biết chạy hướng nào rồi. Sao nơi này nóng nực thế này? Mệt quá, mệt quá. Đau quá, đau quá. Món thù này ta nhất quyết phải trả. Nhưng chủ thể của ta đã bị bầm dập và hư hết đi chân rồi. Phải làm sao đây? Có mùi của sinh vật sống đi ngang qua đây. Hay lắm, hay lắm. Nó đằng kia, ta phải chiếm đường đó. Khát quá, khát nước quá. Không biết nơi này có sông hay suối không? Mình chịu không nổi nữa rồi. Phải dừng lại nghỉ ngơi một tí thôi. Thứ này trông, trông kinh tởm và mạnh mẽ quá. Mình rất thích, mình rất thích cơ thể mới này. Mình phải chui vào bên trong người nó bằng được. Hình như mình cảm nhận có thứ gì đó đang bò quanh đây. Thì ra đây chính là cơ thể của một thứ ký sinh trùng à. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã bị nhiễm virus zombie của ta rồi. Từ nay, ngươi sẽ thuộc về ta, làm những gì mà ta sẽ điều khiển ngươi. Chết đi, lũ sát sống ngoài hành tinh này. Các ngươi đừng hòng tấn công trái đất này. Công lý, chính nghĩa sẽ bảo vệ nhân loại chúng ta. Thứ máy móc con ngươi, ngươi dám giết chết thủ lĩnh bọn ta phải báo thù, biến nhân loại các ngươi thành zombie hết luôn. Tốt lắm, những thuộc hạ sát sống của ta. Đúng vậy, chúng ta sẽ tiêu diệt những thứ máy móc nhân tạo của con người, rồi sang bằng thành phố của bọn chúng, biến cả trái đất này thành hành tinh sát sống. Cái gì? Sao lại xuất hiện một thứ cá mập khổng lồ zombie thế kia? Không phải ta đã giết chết tên thủ lĩnh và rất nhiều zombie khác của các ngươi rồi hay sao? Lũ con người ngu ngốc các ngươi, để ta nói cho các ngươi biết. Là zombie bọn ta tồn tại dưới dạng virus ký sinh. Những chủ thể này bọn ta thích thay đổi khi nào chẳng được. Và ta vô tình tìm thấy thứ quái vật cá mập khổng lồ này. Ta đã chuyển virus từ cơ thể của chủ thể zombie sang nó và hình thành thực thể quái dị như thế này đây. Thì ra là virus zombie chủ thể của chúng ta. Hay quá, hay quá. Chào mừng ngày đã tái sinh quay trở lại. Không thể nào, không thể nào. Không lẽ lời của các ngươi cứ chuyển đổi thân xác như thế hoài hay sao? Không có cách nào tiêu diệt các ngươi à? Ta không tin, ta không tin. Bây giờ ta sẽ cho phát nổ, giết sạch các ngươi tại đây, để coi các ngươi còn có thể chuyển đổi thân xác khác được nữa hay không. Chết tiệt, chú ta, hãy cẩn thận lai dây của thứ robot đó. Nó có thể đốt cháy này đó. Gì thế này? Cơ thể cá mập Colossus này có thể chống lại lá dê của bọn chúng. Hay lắm. Ta không nhầm khi đã xâm nhập vào cơ thể đặc biệt này. Nó mạnh hơn cơ thể chúa tể zombie cũ của ta rất nhiều lần. Chết tiệt! Vậy thì ta sẽ bật chế độ bom tự sát cho các ngươi chết chung luôn. Ta tưởng có gì đặc biệt, thì ra chỉ là một quả bơm xì mà thôi. Đã lúc rồi, mau đi thẳng vào thế giới nhân loại, chuyển dịch bệnh zombie cho bọn chúng.